Xin chào buổi tối mọi người á. Hôm nay mình quay bán một số cây mai cúc thọ hương á. Cây này ghép 3 năm rồi, 5 cây á, anh em có sưu tầm đâu. 3 năm rồi á, những cây ghép già, nói chung thọ hương ta nuôi á. Ở tháng năm âm lịch này chúng ta vô cái phần phân có lần á, là nụ dữ lắm. Ngày Tết á, khi đến ngày đặt lá người ta bấm bấm bỏ bớt nụ á. Chứ mà nuôi nó đậu hết á, thì bông nó nhỏ. Năm năm rồi mình nuôi cái này á, nó đậu cái này muốn hết luôn á, cũng có vài nụ thôi, bông nó nhỏ 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 không à, hai ngón tay không á. Chúng ta muốn bông nó bự thì chúng ta phải bấm chặn bớt á, 10 nụ chúng ta bấm bỏ 7 á, còn 3 thôi. Mỗi một cái nụ, 3 nụ mà mỗi nụ để lên 3-4 bông cũng đặt cây trơn á. Rồi mình nè, ý là bấm nó bỏ hết không có phân nữa đó. Bông dữ lắm, bông đặt cây luôn à. Còn mấy cây tứ quý nè, bấm cùi cùi á, bông rất là to. Tại vì họ hương chơi chúng ta biết kỹ thuật rồi á. Tháng tư năm âm lịch là vô phân có lân, nó lên nụ mỗi mắt luôn đó. Nuôi cho cành nhánh mập, bông rất là đã này. Bán nha anh em là 5 cây á, đồng giá 1 triệu một cây bao ship rồi. Những cây gốc quái nha, cái phôi này đó đâu đâu mua 300-400 ngàn rồi, ghép 3 năm á. 3 năm cây nằm chậu 3 tấc á. Cái này mình chắc cầu là mình xử lý rồi, khi mà gửi cây đi thì mình sẽ gửi luôn cái chậu á, anh em về tưới phân tưới nước rồi thôi, khỏi có thay chất trồng đó. Cái này chắc cầu mình xử lý hết rồi á. À, nó bị một bọng bên trong mà nó ém vô hết rồi, thêm phân nào hết rồi. Đồng giá 1 triệu một cây bao ship rồi. Mình sẽ đo từng cây chiều cao đâu đó khoảng 8 tấc, nằm chậu 3 tấc lọt lòng, cho anh em biết hình dung cái cây nó lớn cỡ nào á. Ghép già, cây số 1 ghép 2 bo, cái chọc ghép nào bằng tay cái rồi, móc ra được là 13, ghép 2 bo bằng tay cái rồi, chiều cao cây số 1 á, cao 80, cao 80 ngang 60, cao 80 ngang 60, chột ghép tay cái nè. Số 1 à, 1 triệu bao ship. À, tiếp tục cây số 2, cái gốc nè, cái thân nó lượng nè, nhỏ người ta quấn giờ nó dính lên luôn rồi nè. Này ghép 2 bo, cái này liền đầu rồi á, kéo liền đầu luôn à. Thần xoắn, gốc quái thần xoắn. Cây số 2 là cây thọ hương luôn, thọ hương thì ghép non non á, mấy tháng thì có đầy, nhưng mà hàng ghép 3 năm thì nói chung là cũng có mà số lượng rất là ít á. Gốc là 19 á, cũng có mà số lượng không có nhiều đâu, thì ta ghép non non là ta bán được hết rồi ha. Ta bán thì mua thì bán á, đâu có còn để tới già cỡ này á, chột ghép mà quá sức luôn. Cây số 2 thọ hương cao 60, cao 60 ngàn 50 à, tới Tết ta nói chung là chúng ta lặt lá ra chúng ta coi nụ á, chỉ còn vài nụ thôi. Cái cây này chừng 20-30 nụ thôi, một nụ đã ra 4-5 bông đã đặt cây rồi, còn hơn là chúng ta để 200-300 nụ để ra nở ra mà chúng ta để nó đậu hết á, bông nó chút chút không à, nhìn không đã. Rồi, số 2
Tiếp tục số 3. Rồi, cây số 3. Số 3 gốc thần thú. Cây số 3 này liền đầu ra. Liền rồi. Ghép 2 bo. Cái thân này đo được. Góc nhỏ, góc này cỡ chân cái 10 à. Liền đầu rồi. Chiều cao là 80 và ngang 60. Cao 80 ngang 60, gốc ghép à. Tại cái rồi. Cái số 3. Chất trồng là xử lý hết rồi á. Đó, ém vào chặt hết rồi. Chúng ta không còn xử lý nữa. Khi gỡ thì gỡ luôn cái chậu á. Ở tháng 10 âm lịch đó, chúng ta tưới những cái chất mà có vi lượng bo thì Tết không có bị rụng, kết hợp với nút nụ già nữa nhé. Ở tháng 9 là chúng ta cho ngưng đọt rồi. Rồi số 4 à. Tưới coi. Chất có bo thì nó không có bị rụng nụ. Cây số 4 à. Ghép gần liền à. Ghép 2 bo. Góc này ra được là 11 á. Thân là 11. Gần liền rồi. Cao 60 ngang 60. Số 4 á. À, tiếp đến là số 5 á. Số 5 thọ hương. Ghép 3, 2 bo, nó liền đầu ra. Thân này nhỏ thôi, được cái quái, ghép già rồi. Thân này có 10 thôi, chiều cao là 60, là ngang 60. Cao 60, ngang 60. Cục thọ hương. Số 5 rồi. Cuối clip thì dành tặng cho anh em nào xem tới khúc này á. Khúc này thì đây, có chiều mình tỉa cây siêu bông này á. Đọt ra dài quá nè. Tỉa cho nó gọn lại, cho nó tàn nó tròn lại á. Chắc được cũng cỡ vài chục bo nè. Này thì mình chia ra hai phần á, cho anh em về tập ghép chơi. Này thì anh em trả tiền ship á, 30.000 tiền ship á. Bo này cho à, siêu bông à, Sài Gòn gì đây, lá phè phè không à. À. Này cắt của mấy cây mai tàn ra, bo non nhớt à. Hai phần thôi, anh em nào à, nhắn tin sớm nhất á, nhắn tin qua Zalo à, sớm nhất. À, thì mình tặng này á. Bo siêu bông, cho nên là xem clip á. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Kết video thì mà anh em xem à, những cái mai cúc thọ hương mình trưng ở nhà, như là có cái mẫu chúng ta tham khảo á, này, mình đã làm mà mình chơi cái giống này là 3 năm nay rồi, đó. 3 năm cũng có được tí kinh nghiệm chia sẻ anh em chơi cho đạt á, bấm cùi cùi bông rất là đạt á, tứ quy lượng bo thì nó đậu hết trơn à. Mà đậu hết mà đậu hết thì ra bông nhỏ à, qua 3 năm chơi à, mà anh em xem cái mẫu cây nhỏ cây lớn như vậy, cây này thì ghép 6 năm rồi nè, hoành chỉ có 18 thôi, bông rất là đạt, chơi đây 3 năm rồi, năm nào bông cũng rực rỡ trơn.